Chồng, đây là cuộc thi cuối năm, vui lòng nghe câu hỏi đầu tiên. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Vậy nếu như năm sau anh 30 tuổi thì em bao nhiêu tuổi? Vẫn là 18 tuổi. Chính xác. Nếu như em và mẹ anh cùng khóc, anh sẽ dỗ ai trước? Em. Tại sao? Bởi vì mẹ anh có ba anh dỗ, còn em chỉ có một mình anh. Chính xác. Em với anh em của anh ai quan trọng hơn? Em. Tại sao? Tuy có câu anh em như thể trên tay, phụ nữ như thay áo, nhưng anh chỉ có thể khuyết tật chứ không thể không mặc quần áo. Chính xác. Bây giờ em make up đẹp hơn hay là để mặc mộc đẹp hơn? Mặt mộc nhìn trẻ trung, make up nhìn lộng lẫy. Chính xác. Câu số 5, anh đi bar thì có một cô gái dựa vào người của anh, anh sẽ làm gì? Tại sao anh lại phải đi bar? Anh đi bar rồi, ai nấu cơm, nhà ai lau, đồ ai giặt? Chính xác. Nếu như anh có 1 triệu, anh sẽ tiêu như thế nào? Anh đưa em 950.000. Tại sao lại giữ lại 50.000? Anh giữ lại để mua bàn phím. Với lại, anh làm sao xứng tiêu 1 triệu? Anh chỉ xứng với cái bàn phím 50k để quỳ thôi. Chính xác. Câu thứ 6, em với người yêu cũ của anh chọn ai? Em. Em với game anh chọn gì? Em. Thế em với người yêu cũ của anh ai xấu? Em. Em. Ngu.